Alo, xin chào mọi người. Video lần này thì tôi muốn giới thiệu với mọi người về cách để làm sao để chúng ta có thể đổi được cái số 11 số theo đúng cái quy định của Bộ Truyền thông là từ 11 số chuyển sang cái đầu 10 số. Sau đây là mình sẽ cập nhật cái danh bạ này. Ở cái điện thoại của tôi này thì đang dùng rất là nhiều của cái đầu số của Viettel. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái cửa hàng CH Play này này. Các bạn đang dùng là Android, iOS thì các bạn dùng cái App Store ấy. Vào cửa hàng. Chúng ta sẽ đánh nhau. My Viettel này. Các bạn bấm tìm kiếm. Sau khi các bạn tìm được cái My Viettel này, thì các bạn bấm phím cài đặt. Bấm phím cài đặt. Khi cài đặt xong các bạn mở nó lên này. Ở trên cái biểu tượng của Viettel này này, nó sẽ cho các bạn rất nhiều. Đây ạ. Các bạn chuyển đổi danh bạ 11 số về 10 số này. Thì các bạn kích vào cái chuyển đổi danh bạ 11 số về 10 số này nhá. Đây, tôi sẽ bấm chuyển đổi này. Ứng dụng của nó sẽ hỏi là cho phép các bạn truy cập vào danh bạ thì các bạn cho phép này. Đây, tất cả các mạng đây, danh sách nó chuyển đổi này. Đấy. Nó sẽ có là chuyển đổi ở trên máy này hoặc là chuyển đổi ở trên sim chính này. Đầu tiên thì mình chuyển đổi ở trên máy đi. Trên máy này. Đấy. Số thuê bao cần chuyển đổi đây này. Tổng số này. Các bạn kích vào đây này. Đây tôi sẽ kích vào đây. Phím chuyển đổi này. Bạn có chắc chắn không? Bấm đồng ý. Đây này. Cập nhật danh bạ thành công, tổng 133 số liên hệ được cập nhật. Kết thúc. Đây. Bây giờ mình sẽ chuyển ở trên sim chính này. Chuyển danh bạ này. Đây, chuyển đổi trên sim chính này. Bấm chuyển đổi trên sim chính. Ở trên sim chính của tôi thì nó không có một cái số nào cái đầu 01 cả. Vì vậy là tôi bỏ qua. Tiếp theo đến của cái sim của Vina thì các bạn cũng tải cái MyVNPT về. Đây ạ. MyVNPT đây. Đấy, sau rồi các bạn cài đặt. Sau đây các bạn mở nó lên. Đây, cập nhật danh bạ đây bạn. Đây ở phím gần cuối này. Cập nhật danh bạ. Đây, đổi đầu số danh bạ lưu trên bộ nhớ. Đổi đầu số danh bạ lưu trên SIM. Tôi sẽ đổi ở trên bộ nhớ này. Xem có cái đầu không. Cho phép. Cho phép. Danh sách hiển thị các số đã hoàn thành việc chuyển đổi mạng để xác nhận. Ở đây thì tôi chỉ có mấy cái số này thôi. Đây, tôi sẽ thực hiện chuyển đổi này, đổi số này. Xác nhận này. Còn nếu các bạn đang dùng có rất nhiều số Mobi thì các bạn lại thoát ra ngoài, các bạn lại của Việt Nam Mobile ấy. Việt Nam Mobile đây.
Đây, Mai Việt thế. Sau khi các bạn tìm được cái My Việt Nam Mobile thì các bạn bấm phím cài đặt. Xong rồi các bạn làm theo thứ tự ở trên nó hướng dẫn thôi. Cái này cực kỳ đơn giản, các bạn cũng không phải. Đây, tôi sẽ kiểm tra các bạn này. Đây, số của tôi này. Danh bạ của tôi này. Đầu 01. Nó sẽ chuyển về hết đầu 03. Đây. Đây, nó sẽ cập nhật cho các bạn là đầu 03 này, 037 đây này. Như vậy là các bạn chỉ cần một cái thao tác rất là nhỏ thôi thì các bạn có thể chuyển đổi được cái số 10 số thành 11 số thành 10 số mà các bạn chỉ cần khoảng độ tầm 2 3 phút rồi đấy. Chúc các bạn cài đặt thành công.